chúng ta đã thấy rồi đó, đây là cái nhóm mà tốt nhất bây giờ của ngày hôm nay, có thể nói. Nhóm được từ 18 đến 24 tháng. Đây là cái nhóm rất là quan trọng và cho tương lai nhân giống của chúng ta, về cho cái dòng cho giống đực, là cái nhóm này là cái nhóm rất là quan trọng để mà trong tương lai chúng ta chọn để sử dụng làm giống. Và chúng ta nhìn thấy đó, đây là những cái con mà chúng ta cần thiết trong cái nhóm thi này để mình chọn những cái con mà có những cái tố chất cao, tố chất đặc biệt tốt để mà chọn để nhân giống. Và đó là một cái điều mà rất là quan trọng cho đất nước của chúng ta để mà nhìn những cái con đẹp như thế này để chúng ta nhân giống. Tất cả ba con đều rất là đẹp. Tôi quyết định là cả ba đều được đánh giá chất lượng là SG rất tốt. Con chiến thắng trong nhóm thi này là số báo danh 207. Con chó thì quá cỡ, nó rất là mạnh mẽ, có cái đầu rất là mạnh mẽ và rất ấn tượng. Cái lỗ tai bên phải, bên trái thì cần phải chắc hơn, bởi vì cái lỗ tai bên phải, bên trái của nó hơi bị rung. Có bờ vai tốt và dài. Mái mông cần phải dài hơn nữa. Phần thân trước thì tốt. Cái chỗ cái cổ chân đó cần phải chắc chắn hơn, cổ chân trước đó cần phải chắc hơn nữa. Phần thân trước thì chuẩn. Cái ngực của nó, cái lồng ngực phía dưới của nó thì ở độ tuổi này thì với độ tuổi này thì nó hơi sâu một chút. Cho nên nhìn thấy con chó như vậy thì nó nhìn thấy hết tổng thể của nó giống như một con rất là khoảng 2 tuổi. Có gốc chân trước và chân sau rất là tốt. Và vì sao nó là con chiến thắng trong nhóm này ngày hôm nay là bởi vì nó luôn luôn nó được thể hiện cái sự là mong muốn nó thể hiện là nó show và nó luôn luôn tự tin và nó đi rất là mạnh mẽ, chạy cũng rất là mạnh mẽ và nó luôn luôn muốn là chiến thắng và đi trước và nó đi rất là thoải mái. Xin chúc mừng. Đối với tôi, đối với tôi thì cái con mà tôi thấy thích đó là cái con này là tôi chọn nó trước. Nó có kích cỡ trung bình và có cái thể hình nó cũng là ở kích trung bình. Có mảng màu rất là đẹp. Mặt rất là đen và rất ấn tượng. Có cái đầu rất ấn tượng. Mắt đen. Có kích cỡ trung bình. Có đường lưng và đường bụng rất là đẹp. Mái mông ở nằm đúng, rất là đúng vị trí, nhưng mà nó hơi cần dài hơn. Cái sự phát triển của ngực của nó thì rất là tốt với độ tuổi này. Phần thân trước thì rất là tốt.
cái cổ, nhưng mà cái đôi mắt của nó cần phải đậm hơn nữa. Con này mắt cũng đen mà nhỉ? Có bộ vai dài. À, hơi sáng. À, tốt. Mái mông thì ở vị trí, đúng vị trí, nhưng mà cần phải dài thêm. Cái này là đường bụng của nó thì cần phải dài thêm một chút. Đó là cái điểm mà nó bị sai ở con chó này, là cái đường bụng của nó. Có phần thân trước chuẩn. Mặt không chê được. Tốt, và rốc chân sau rất tốt. Và khi nó đi tới và đi lui rất là chuẩn. Nó đi rất là dũng mãnh và nó chạy rất là tốt. Rất là dũng mãnh và nhịp nhàng, và nó thể hiện rất là tốt. Có con này hôm nay bắt đầu mới xuất hiện. After the show you can come to the staff and get the poker. Okay. Alo. Xin mời số báo danh 115, 118.